Bài văn tả mẹ cảm động đến trái tim. Lớp mình có bài văn tả mẹ của bạn Thủy đạt giải nhất cấp huyện. Chúc mừng em, mời em lên đọc cho cả lớp nghe. Dạ thưa cô. Chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn. Mời em. Dạ thưa cô, em đọc ạ. Mẹ là người em yêu thương nhất cuộc đời này, bởi vì không có gì thiêng liêng và cao quý bằng sự hy sinh của mẹ. Bố em thường nói mẹ chẳng làm được việc gì cả, luôn vụng về, yếu đuối. Nhưng lúc em ở nhà với mẹ thì thấy mẹ là một siêu anh hùng, việc gì cũng đến mẹ. Đêm nào em bé cũng dậy khóc, mẹ phải vất vả dỗ dành và bế em, chăm sóc em. Chẳng đêm nào mẹ được ngủ ngon giấc. Dù con lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn yêu con. Em hứa sau này khi lớn lên em sẽ học thật giỏi và thành đạt, để không phụ lòng của mẹ, phụ sự yêu thương của mẹ. Dạ hết rồi ạ. Cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay. Hoan hô, mẹ tuyệt vời nhất. Tưởng con gái thoát ế, mẹ mừng rối rít. Hey, nhà có con gái đã lười lại ế, y như quả B52. Mệt mỏi. Dạ có chuyện gì về à? Em, anh ra ngoài cưới chị. Ui ui, anh vào đây để em đi gọi mẹ em về. Đây anh ngồi đây chờ em một tí nhá. Ơ nhưng mà mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ con bảo. Trời, con gái nhà bà Tám nhín đã thấy duyên rồi. Mẹ ơi mẹ. Cái gì mà mẹ hớt ha hớt hải thế hả? Bảo bao nhiêu lần rồi, con gái con đứa đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Chồng mày có chán không? Mẹ ơi, có người vào hỏi cưới. Cưới ai? Cưới con chứ cưới ai? Nhà còn ai à? Thế nhanh lên đi về. À, con rổ rau. Nhanh nhanh nhanh. Vâng. Ê lèo, 29 tuổi đầu rồi, nhìn cái nết chạy kìa, thảo nào vẫn ế. May mà con trai mình không lấy con gái bà đấy. Đâu? Đây mẹ. Ôi, cháu có sao không? Dạ, cháu không sao. Cô ơi, cô là mẹ của em Mai à? Không, cô là mẹ của em Thủy. Thế nhà cô không có em Mai à? Cái gì vậy trời? Không, nhà cô có mỗi em Thủy, không có em Mai. Ôi thôi, cháu nhầm nhà rồi, cháu xin lỗi nhá. Nhầm á? Chán thế. Mày thế. Cháu lại không có duyên làm con rể cô, sao cháu đi tìm em Mai đây? Đã nghĩ rồi. Mày có duyên quá cơ. Trốn mẹ đi chơi em phối hợp và cái kết. Alo, tao đây. Bây giờ đi à? Ok, để tao nghĩ cách chuồn ra ngoài. Chờ tao ở đầu ngõ nhá.
Chị đi đâu? Em méc mẹ. Này, cầm lấy. Thế còn được. Này, đi đâu đấy? Thì em tránh ra, cho chị đi còn gì. Cầm 10.000, không chỉ tránh mà còn phải hỗ trợ chị ra ngoài cổng, ok? Khiếp, biết thế không cầm. Nào đi. Ra đây. Sushi, nhớ đấy, đừng có để mẹ biết. Có 10.000, mà yêu cầu rõ lắm. Đi đâu về? Giỏi nha. À, con xin mẹ. Lúc mẹ bảo tôi dạy em học bài thì thôi xong. Ở nhà, xong dạy em học bài, nhớ chưa? Vâng mẹ. Mẹ đi đâu thế? Mẹ đi ra đây tẹo, xong tị mẹ về. Nhớ đấy. Học đi, lởn vởn, cho ăn roi. Mẹ bảo chị dạy em học, chứ có bảo chị đánh em đâu. Cãi à? Chị ơi, dạy cho em cái này. Đây, có thế cũng không biết. Làm một lần duy nhất thôi nhá. Đây, 6, không trừ được cho 8. Ta mượn 10 là 16 trừ 8. Ồ, thì vẫn là 16 trừ 8 mà chị. Ờ nhở. Thôi chịu, học đi, hỏi mãi. Chị không dạy em 16 trừ 8 mà chị cũng không biết. Gì đấy, dạy em học bài hẳn hoi. Học dốt à, mà 16 trừ 8 cũng không biết. Đâu mẹ, ngày trước con đang học đến bài đó thì cô giáo bị ong đốt nên con không học được. Này thì ong đốt. Ui mẹ. Sắp vào đầu năm học, mẹ tớ kiểu mẹ, sao từ lúc mẹ đi họp phụ huynh về con thấy mẹ như mất sổ gạo ấy. Sổ gạo là còn ít. Nào là tiền học, tiền điện, tivi, điều hòa, máy chiếu, đủ các thứ. Năm nay lại còn thêm tiền cây xanh nữa. Mẹ ơi, bình thường thôi, con thấy có gì đâu mà mẹ nhọc vậy. Đúng vậy, mẹ hít sâu thở đều là hết ngay. Mẹ mày có khó thở đâu mà hít sâu. Vấn đề là tiền, tiền, tiền. Chưa kể học ở trường đâu, còn học thêm, học nếm nữa. Đồ dùng học tập. Đấy, đã tính đâu? Thôi, mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ những gì mẹ đã cố gắng vì chúng con. Mẹ cũng mong là vậy. Hi hi, năm vừa rồi, toán mày được 4, tiếng Việt 5 đấy. Mẹ ạ. Cái chị này, mãi mẹ mới cười, thế nào là cố gắng? Cái con bé này, mất cả hứng, đi quét nhà đi. Vâng. Khi chị tôi bị ngược, thích làm em bé cơ. Sao thế? Lớn rồi, khóc la khóc lóc. Mẹ không thương con. Lúc tắm xong, mẹ bế em đi vào mặc quần áo, còn con thì phải đi bộ vào. Sao mẹ không bế con? Ê lẻo, chị là chị, em bé hơn thì mẹ chả bế em. Đúng rồi, con đẻ trước, con lớn hơn mà. Còn nhiều cái nữa nhá. Em chuẩn bị ngã thì mẹ sợ em ngã, toàn ra đỡ thôi. Còn con bị ngã thì mẹ bảo đi đứng thế à. Chị hơn em 3 tuổi đây. Thôi, đau hết đầu, đi quét nhà đi. Đấy, cái gì con cũng phải làm. Con muốn làm em cơ. Làm em cơ. Thế chị muốn làm em, còn em là chị của chị à? Mày gọi chị đi, gọi được thì không phải làm gì cả. Là mẹ nói đó. Chị ơi, em muốn ăn kẹo, ý. Nè. Mẹ bế con. Thua.
Ha 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 ha